dịch tử thần mà từ màn 8 trở đi. Thì như lần trước chúng ta đã biết là chế độ chiến dịch tử thần nó chỉ dừng lại ở màn 8. Hôm nay nó đã update lên tới màn 9, từ màn 9 tới màn 12 của chế độ chơi này. Thì mình cũng sẽ bắt đầu chơi chinh phục chế độ chơi này. Các bạn cùng theo dõi và xem cho vui. Ở trong những cái màn tiếp theo nó sẽ có những khó khăn như thế nào. Cũng như những lần trước mình sẽ sử dụng những bộ siêu chiến cơ từ yếu nhất cho tới mạnh nhất. Thì mình thấy bộ lãnh chúa của mình hiện tại thì yếu nhất, tại vì cái bộ băng phong chưa mát, cho nên là bộ lãnh chúa này sẽ được xếp vào hàng là yếu nhất. Ở cái bộ lãnh chúa đầu tiên của chúng ta thì của mình thì chỉ mới lực chiến là 18.000 thôi. Thì mình sẽ sử dụng bộ này. Ở đây mình chỉ có mỗi một con lãnh chúa cộng 9, còn mấy con này là cộng 5, cộng 4, cộng 4. Thì từ từ mình cũng sẽ mát được bộ này thôi. Mình sẽ chơi thử cho các bạn cùng xem. Bắt đầu từ màn 9 trở đi. Bây giờ mình sẽ mở khóa màn 9. Để mở khóa màn 9 thì mình cần 100 cái khóa này. Hiện tại thì mình đang còn dư 266. Lúc trước thì mình dư cái khóa này mình dư rất là nhiều. Mình đem cống hiến cho phi đội hết rồi. Bây giờ mình lại tăng lên được cái đoạn 200 mấy khóa như thế này. Bây giờ mình sẽ chơi ở chế độ từ màn 9 trở đi. Lực chiến yêu cầu của nó là 21.818. Thì mình nghĩ là với 3 bộ siêu chiến cơ của mình sẽ vượt qua được cái màn 9 này. Mình nghĩ là vậy. Còn trong quá trình chơi thì như thế nào thì mời các bạn cùng theo dõi. Bây giờ mình bắt đầu chiến. Đây là bộ siêu chiến cơ lãnh chúa. Thì trong một video giới thiệu về bộ siêu chiến cơ này, mình cũng đã có một video giới thiệu về bộ lãnh chúa vàng mát cộng 12 luôn. Các bạn muốn xem thì hãy vào kênh VideoGamefHD, sẽ có trong đó để cho các bạn cùng xem. Cái đó là mình mượn ở phiên bản Trung Quốc, còn ở phiên bản Việt Nam này thì mình chưa có bộ map, mình chỉ có con lãnh chúa map 12 thôi. Còn những cái linh kiện của đó thì 4, 5 cộng 4 cộng 5, chưa lên vàng cộng được. Với con này thì các bạn tản ra bên hông này là được. Ở đây mình có một cái khiên, mình cố gắng tận dụng cái khiên này. Còn cái khiên của con phi công thì mình sẽ cố gắng mình để về những con boss cuối thật là mạnh thì mình sẽ sử dụng. Thì các bạn thấy là trong chế độ chơi này thì mình sẽ không được sử dụng bom, nên là mình khuyên các bạn là cố gắng né đạn, tránh đạn càng nhiều càng tốt. Và đặc biệt là chú ý là khi mà hết giờ phải đâm đầu vào cho nó chết để có những cái linh kiện hỗ trợ. Mình may quá mình không trúng phát đạn nào ở trong cái đoạn này. Cũng hơi rối rồi nhưng mà không trúng đạn. Các bạn thấy là thời gian nó đang đếm ngược lại còn khoảng 35 giây nữa thôi. Thì mình sẽ cố gắng cho chết ở trong cái đoạn là từ 5 tới 10 giây. Tận dụng tối đa từng giây một nha các bạn. Tại vì nhiều lúc các bạn không chết nhưng mà quá thời gian quy định mà không tiêu diệt được thì cũng sẽ xử thua. Còn 12 giây, mình cố gắng thêm tí nữa. 5 giây thì mình sẽ đâm đầu chết ở đoạn này. Đó các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ chuyển qua bộ tử thần đi. Tử thần này thì mình không khoái bằng hỏa tướng. Hỏa tướng mình sẽ để chơi sau cùng. Các bạn thấy là với bộ này thì nó sẽ sức tấn công của nó mạnh hơn rất nhiều so với cái bộ hồi lúc nãy chúng ta vừa sử dụng. Ở đây nó sẽ có 2 tia laser bắn đạn, bắn tia xanh. Các bạn cố gắng tránh 2 tia đó, tại vì 2 tia đó rất là mạnh. Nếu như mà để nó bắn trúng thì tụt máu rất nhanh. Đó các bạn thấy không? Và cố gắng lắc kia qua đây. Như mình thì mình cố gắng lắc qua bên hông. Đạn ở bên cái đoạn này thì mạnh rồi. Đó, cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua được con boss này. để mình có được một cái đại ép siêu cấp luôn. Ở những boss này thì đạn của nó xuống tương đối là dễ thở, không có quá dày đặc. Các bạn chú ý tránh càng nhiều đạn càng tốt. Còn 24 giây mình cứ giai đoạn này không sao cả, 24 giây thì cũng không phải là, nhưng mà chết rồi thì phải chấp nhận thôi, chứ không thể nào mà chết rồi mà các bạn hồi sinh được. Trong cái chế độ chơi này thì không có hồi sinh, sẽ cố gắng vượt qua. Đây là bộ hỏa tướng của mình đây, siêu chiến cơ hỏa tướng, rút đam cũng rất khủng, nhưng mà khủng thì khủng nhưng phải né đạn, không né đạn thì chỉ có chết. Bây giờ mình sẽ cố gắng tận dụng đến cái quyền trợ giúp của phi công clip. Đó, cái tia màu xanh của nó rất cực kỳ nguy hiểm đó các bạn, không đơn giản gì ở cái tia đó. Thì mình sẽ sử dụng quyền trợ giúp ở trong những cái giai đoạn khó khăn nhất. May quá, nó vừa khi mà cái khiên bảo hộ của chúng ta nó kết thúc thì nó cũng sẽ hủy hết đạn của đối phương. Đây là một cái quyền trợ giúp rất là thích thú khi mà mình chơi ở những chế độ sandbox như thế này. Còn hỏa tướng thì nó dùng đam nhiều hơn con lưỡi điều chém chậm lắm mà nhiều lúc chém hụt. Đó, các bạn thấy là mình đã vượt qua được màn chiến của chế độ chơi tử thần. Bây giờ thì mình vượt màn mình sẽ được kim cương nữa nha các bạn. Đây mình sẽ xem thử mình được bao nhiêu kim cương khi vượt qua màn chiến cho các bạn coi. 200 kim cương, một con số là hấp dẫn nha các bạn ha. 200 kim cương. Nếu như các bạn vượt qua được màn 10 thì sẽ được 240 kim cương. Thì không ngần ngại gì cả, mình sẽ tiếp tục thử thách luôn cái màn 10 này cho các bạn coi. Lực chiến là 22.969. Cũng giống như hồi nãy mình sẽ sử dụng lại tương tự 3 bộ chiến cơ và tận dụng tối đa quyền trợ giúp. Nếu như không vượt qua được màn này thì các bạn cũng đừng cười, mình sẽ cố gắng bắn qua và giới thiệu đến các bạn. Tất nhiên là mỗi màn cao hơn thì lực chiến của boss nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều, đạn nó sẽ thấm hơn, nên mình sẽ cố gắng mình tránh đạn. Nếu như mà mình rơi vào cái điều đặc biệt của cái bộ siêu chiến cơ này nha các bạn, là mỗi lần mà mình ăn quyền trợ giúp á, ví dụ như những cái đạn VS hay là những cái đạn á, thì mình sẽ có cái khiên pha lê. Khiên pha lê thì sẽ hút đạn của địch, chuyển hóa thành ngọc. Nhưng mà trong cái chế độ chơi này là mình mục tiêu mình là giết boss chứ không có ăn ngọc, kiếm vàng hay là gì cả, hay là tính điểm. Ở đây nó có cả tinh lửa, cả bom và đạn của boss. Nói chung là rất nhiều thứ để phải tránh né. Nếu như mà bạn nào có bộ siêu chiến cơ lãnh chúa này mà mát thì mình nghĩ chắc qua những cái màn này đó là rất dễ, đơn giản không, chả có gì khó khăn cả. Còn như mình thì mình chưa mát nên nó cũng gọi là một sự khó khăn không hề nhẹ. Mất nửa máu. Mình qua cái vòng điện đó thì cái vòng đạn nó dày quá, tránh không kịp. Còn 33 giây nữa thôi, mình sẽ cố gắng tiêu diệt được boss này thì càng tốt, không diệt được thì cũng tận dụng tối đa luôn cho tới nên là bị tiêu diệt ở những phút cuối cùng, chứ không nên để chết quá sớm, mình sẽ mất đi những cái giây phút quan trọng. 15 giây nữa thôi nha các bạn. Khi các bạn vượt những cái màn như thế này thì mình khuyên các bạn này cũng cố gắng là tận dụng tối đa quyền trợ giúp những phút quan trọng như thế này. khác mình sẽ tự nhiên đâm đầu vào cái phút cuối cùng như thế này. Sẽ làm lại công thức như nãy luôn. Hay quá, mình vừa chém ở những phút mà nó chuẩn bị phóng laser. Cái khen kia mình sẽ để lại sau. Đây chỉ là mới là con boss thứ hai thôi. Mình sẽ cố gắng hút hết một cây máu của nó trước khi chết. Tại vì không hút được cây máu này của nó trước khi chết thì vô vòng 3 của siêu chiến cơ cuối cùng khó mà làm ăn lắm. Cái đoạn này chắc phải tập trung cao độ lắm rồi, nếu không thì chết với nó. Siêu cấp lấy luôn cái vòng bảo vệ luôn, cố gắng dí thẳng vào tâm của địch, tâm của con boss này, giống như cái cần cua này. 30 giây nữa thôi. Cái vòng này rất là nguy hiểm, mình sợ cái vòng này. Để cố gắng tránh đạn nó. Như vậy là vẫn chưa bị trúng đạn. 18 giây nữa thôi. Phải cố gắng sống sót. Còn dưới 10 giây nữa thôi các bạn. Như là đoạn này thì mình để trúng đạn cũng được rồi. Bắt đầu chuẩn bị cho cái kick báo trước. Mình sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm. Đấy, bắt đầu với cái bộ siêu chiến cơ cuối cùng mà không có sự trợ giúp của những cái linh kiện của bộ cũ. Lúc mình chết cái bộ kia thì mình sẽ có rất là nhiều sự trợ giúp. Ở những chế độ chơi như thế này thì quyền trợ giúp là rất quý giá nha các bạn. Thật sự quý giá. Đạn quá nhiều. Mình vừa cạ đạn một cái mà cũng không mất bao nhiêu máu. Như vậy là cũng quá tốt rồi. Có đạn ép luôn, nhưng mà không có phòng bảo vệ. Không sao cả. Lúc siêu cấp mà đạn địch chết thì nó sẽ mất hết đạn. Đấy, có phòng bảo vệ luôn. Quá là hấp dẫn cho một chế độ chơi. Đây, mình thêm một quyền trợ giúp nữa. Khi mà hết siêu cấp mình sẽ tận dụng tới cái trợ giúp này. Đặt siêu cấp tiếp luôn. Sliver Fox. Con này thì mình nghĩ chắc cũng khá quen thuộc cho những bạn chơi chiến cơ hiện thoại. Không có gì lạ đây cả. Bạn nào mà thường xuyên tiêu diệt boss này thì có vẻ như sẽ vượt qua dễ dàng thôi, không có gì khó cả. Mình sẽ sử dụng bắt đầu sử dụng trợ giúp đi. Ở đây mình có 5 quyền trợ giúp rồi. Không tận dụng 5 quyền trợ giúp này thì cũng hơi khó cho mình. Mình để dành từ đầu giờ đó các bạn, không sử dụng cho những bộ trước, tận dụng vào tới bộ cuối. Có những bạn nói là sử dụng những phi công như là phi công gì á, mà mình thì chưa sử dụng tới những phi công đó. Có lẽ là mình sẽ sử dụng thử. Các bạn thấy là thời gian nó tụt xuống là không đủ rồi. Mình tuy mình chưa chết nhưng mà cái thời gian để mình tiêu diệt boss này là không kịp thời gian. Thì như các bạn thấy là để vượt qua được những chế độ chơi tử thần tiếp theo này không phải dễ dàng gì. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả các bạn.